비추고 Streamer, một nghề cực hot của giới trẻ Việt. Trở thành một streamer trên Facebook hứa hẹn sẽ là một công việc đầy tiềm năng và cực kỳ thích hợp dành cho những bạn trẻ có đam mê và năng khiếu về game. Nhắc đến những streamer game nổi tiếng của Việt Nam, không thể không kể đến cặp đôi BiuBiu và Misty, hai trong số những gương mặt hot của giới trẻ Việt những năm gần đây. Trở thành hiện tượng của mạng xã hội với những clip chế, video ngắn được giới trẻ chia sẻ chóng mặt. Cả BiuBiu và Misty đều sớm có được một lượng fan khủng xem stream của họ mỗi ngày. Theo thống kê, một streamer có view chỉ ở mức trung bình trên Facebook với lượng người xem vào khoảng 300-400 đều đặn mỗi lần lên sóng, hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản ngất ngưỡng khoảng 28 triệu đồng. Và sau khi trừ thuế, cũng như một số loại phí khác, mức thu nhập bình quân của họ khi quy đổi ra tiền Việt cũng trên dưới 20 triệu một tháng. Mức lương được coi là mơ ước nhất đối với những sinh viên mới ra trường hoặc tốt nghiệp được thời gian ngắn. Đối với những streamer tài năng và có sức hút nhất định, chỉ cần duy trì lượng view khoảng trên 5.000 mỗi lượt stream, số tiền mà họ nhận được từ Facebook thậm chí còn gấp 10 lần con số kể trên, tức là vào khoảng trên 200 triệu Việt Nam đồng mỗi tháng. Con số thu nhập khổng lồ trong mơ mà có lẽ nhiều người lao động cả đời cũng chẳng bao giờ chạm tới một nửa số tiền đấy mỗi tháng. Làm đẹp cho thú cưng, nghề hái ra tiền. Một trong những dịch vụ hái ra tiền hiện nay là làm đẹp cho thú cưng. Ngày nay, những trung tâm làm đẹp cho thú cưng mở ra ngày một nhiều. Giá dịch vụ làm đẹp cho thú cưng thậm chí còn đắt đỏ hơn cả cho người. Những dịch vụ như nâng mí, massage, nhuộm, làm nail không chỉ dành cho người nữa, mà các dịch vụ làm đẹp này đã xuất hiện tại các spa làm đẹp cho thú cưng. Theo khảo sát thị trường tại một trạm thú y, giá trông giữ thú cưng một ngày sẽ dao động trong khoảng 90.000 đến 200.000 Việt Nam đồng. Dịch vụ cắt lông đuôi cho chó ngoại 15.000 đồng, chó nội 10.000 đồng, cắt tai thẩm mỹ 100.000 đồng, cắt móng bàn chân, chó ngoại 20.000 đồng, chó nội 10.000 đồng, cạo vôi răng, chó ngoại 30.000 đồng, chó nội 20.000 đồng. Ngoài các dịch vụ kể trên, còn có một số loại dịch vụ cao cấp hơn nữa như nâng mí mắt cho thú cưng giá 350.000 đồng một lần, nhuộm lông giá 400.000 đến 500.000 đồng, ốp móng, làm nail giá 200.000 đồng một lần. Với phí dịch vụ đắt đỏ, siêu lợi nhuận, làm đẹp cho thú cưng sẽ là một nghề hốt bạc và có xu hướng phát triển thành một trong những nghề dễ kiếm tiền ở Việt Nam trong thời gian tới. Chụp ảnh dịch vụ. Đối với loại nghề này thì mức độ khó khi khởi đầu sẽ không có xuất phát đơn giản như trước, vì bản thân người làm phải tự trang bị cho mình một bộ máy ảnh chuyên dụng đầy đủ chức năng chính yếu nhất để phục vụ khách hàng. Dù vậy, đừng run sợ khi nghe đến những lời dọa nạt rằng đồ nghề phải lên đến cả 100 triệu đồng như nhiều lời chia sẻ, vì đó là thực tế chỉ diễn ra khi họ coi loại hình dịch vụ này là nghề kiếm sống chính và muốn đầu tư thật chuyên nghiệp, đồ dùng tân tiến, cao cấp cùng hàng loạt yếu tố như phụ kiện, địa điểm. Còn lời khuyên nên áp dụng ở đây thì khác hoàn toàn, vì nó chỉ mang tính chất thời vụ chứ không bắt buộc lâu dài hay yêu cầu tạo dựng tay nghề, danh tiếng cho tương lai. Do đó, một bộ máy ảnh chất lượng ổn định, kỹ năng bấm máy cứng cáp và biết cách ăn nói là đã đủ để kiếm khách rồi. Một bộ ảnh chụp tầm 20 chiếc, nếu khách hàng cảm thấy ưng ý, có thể đi kèm lựa chọn chỉnh ảnh miễn phí để thu hút, là bạn có thể bỏ túi tầm 200.000 đến 250.000 đồng rồi. Giá cả tăng tùy theo thời điểm và nhu cầu thị trường nữa. BGPB, mẫu ảnh shop. Với những bạn trẻ may mắn có một vẻ ngoài nổi bật thì có lẽ đã không còn xa lạ gì với những ngành nghề kể trên. BG, Promotion Girl, và nay có cả PB, Promotion Boy, là vị trí được dành cho những ai có khả năng thu hút người khác từ ngoại hình ưa nhìn của mình, áp dụng cho các chiến dịch quảng bá, kích cầu sản phẩm tiêu dùng nhất định nào đó. Còn người mẫu ảnh ở đây cũng không quá đặt nặng tính trình diễn chuyên nghiệp, mà chỉ đơn giản là sở hữu ngoại hình đẹp thì sẽ dễ được chọn để làm model chụp concept cho các shop quần áo, phụ kiện.
Dù thời thế và thị trường thay đổi, nhưng yêu cầu dành cho loại nghề này vẫn luôn được ưa chuộng và đánh giá cao về hiệu quả gây sự chú ý lớn cho công chúng. Do đó, số tiền bạn kiếm sẽ hoàn toàn nằm ở mức cao, xét cả trên những yêu cầu dành cho người làm mà không phải ai cũng đạt được. Bán hàng online, công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao. Thay vì chọn con đường bằng cấp, nhiều bạn trẻ lại tìm cho mình những hướng đi riêng. Thậm chí nhiều kỹ sư, cử nhân cũng chấp nhận từ bỏ tấm bằng đại học để theo đuổi một công việc mới hấp dẫn, thu nhập cao hơn. Công việc này không cần chi phí mặt bằng, không tiêu tốn quá nhiều thời gian, quản lý dễ dàng trên smartphone mà nhiều bạn trẻ đã mang về thu nhập cứng chục triệu mỗi tháng. Không chỉ thế, nhiều bạn sinh viên hay dân văn phòng cũng coi đây là nghề tay trái bởi vừa có thể kết hợp với một công việc giờ hành chính khác, vừa có thể kiếm thêm thu nhập. Đối với các bạn trẻ, chọn lựa nghề nghiệp cho tương lai luôn là câu hỏi lớn khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Trong khi hàng nghìn cử nhân, kỹ sư thất nghiệp sau khi ra trường thì vẫn có rất nhiều bạn trẻ đã chọn được công việc đúng đam mê, sở thích và năng lực với mức thu nhập khủng dù không sở hữu tấm bằng đại học. Điều quan trọng nhất là các bạn trẻ đã biết nắm bắt xu thế của xã hội, thực sự dám sống và đi đến cùng với đam mê và lựa chọn của bản thân. Nghề tóc, nghề hot trong xu thế làm đẹp lên ngôi. Theo nghề làm đẹp cho mái tóc cũng là một trong những lựa chọn thông minh của không ít bạn trẻ trong xu hướng làm đẹp đang lên ngôi. Không cần bỏ quá nhiều thời gian cho việc học hành, chỉ cần 6 đến 12 tháng hoàn thành khóa học tại trung tâm dạy nghề, bạn đã có trong tay một công việc mới với thu nhập không hề thấp. Có nhiều bạn trẻ thậm chí không cần tấm bằng đại học nhưng vẫn có thể kiếm hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng khi tuổi còn rất trẻ. Một khách đến làm tóc tại salon thường mất chi phí trung bình từ 800.000 đến 1 triệu đồng một người. Với một salon uy tín, số lượng khách mỗi ngày có thể lên tới vài chục người. Như vậy có thể thấy, một tháng salon hoàn toàn có thể đạt mức thu nhập khủng mà nhiều nghề khác phải mơ ước. Đối với nhiều người dân ở Ghana, họ tin tưởng rằng sau khi qua đời, người quá cố sẽ có một cuộc sống mới ở thế giới khác và sẽ tiếp tục chọn nghề nghiệp mà họ đang làm trước khi chết. Chính vì thế, người ta chọn cách chôn người chết trong một chiếc quan tài thật đẹp, với hình dáng tượng trưng cho nghề nghiệp lúc sống của họ để người quá cố có thể nhớ mình là ai. Quan tài tại Ghana không mang hình hộp đơn giản như những nơi khác. Từ máy chụp ảnh, giày thể thao, các sinh vật biển, sư tử, chó, mèo, xe hơi, máy bay. Có thể nói, bất cứ thứ gì chúng ta có thể tưởng tượng ra thì các thợ mộc với tay nghề cực kỳ điêu luyện này đều có thể làm được. Tại Ghana, làm quan tài là một trong những nghề nghiệp thực sự nghiêm túc. Ông Joseph Asong, hay nhiều người biết đến ông với tên gọi Bachoy, là một trong những thợ mộc lành nghề nhất và là thợ đóng quan tài nổi tiếng nhất với kinh nghiệm hơn 50 năm trong nghề. Xưởng làm quan tài của ông Bachoy từng gây được chú ý với nhiều nhân vật nổi tiếng như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Thậm chí, nhiều người cho biết cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter từng mua hai chiếc quan tài tại đây. Theo ông Bachoy, mỗi chiếc quan tài được bán ra nước ngoài có giá từ 5.000 đến 15.000 đô la Mỹ, bởi ông sẽ chọn gỗ cũng như vật liệu lót bên trong quan tài rất khắt khe, đảm bảo tiêu chuẩn chống mối mọt, gãy nứt. Tuy vậy, với người dân địa phương có thể không yêu cầu quá cao, ông sẽ chọn loại vật liệu rẻ hơn để hạ giá thành xuống chỉ còn khoảng 1.000 đô la. Người dân Ghana tin rằng những chiếc quan tài của tôi sẽ giúp đưa người quá cố đến một điểm khởi đầu mới, ông Bachoy chia sẻ với CNN. Công việc kỳ lạ của ông Bachoy từng vấp phải nhiều ý kiến cho rằng ông đang trục lợi trên người chết. Giải thích về điều này, ông cho biết, chúng tôi không vui khi thấy bất kỳ ai qua đời, nhưng vì chúng tôi tin rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn sau khi một người chết đi, nên việc chúng tôi đang làm chính là cho người quá cố một lời chia tay hoàn hảo nhất. Những chiếc quan tài mang đầy chất nghệ thuật của ông Bachoy đã và đang được trưng bày trong rất nhiều cuộc triển lãm trên toàn thế giới. Người thợ mộc 71 tuổi hy vọng có thể tuyên truyền về nét văn hóa đặc biệt của người Ghana với thế giới. Ông cũng mong rằng nghề nghiệp của ông sẽ được những người trẻ tuổi tiếp nối và phát triển hơn.
Bạn nghĩ sao về những chiếc quan tài độc đáo này? Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right.